Mấy cái thằng nhóc này thật quậy quá. Chồng ơi, xin lỗi. Anh chưa tắm đâu đấy. Kệ. Anh bị sao đấy? Đi gặp mấy ông bạn. Có ông anh tổ chức sinh nhật cho con trai. Mấy thằng nhóc nó quậy quá, dính cả bánh kem này này. Sao nó dính ở chỗ này được nhỉ? Nó phải mang ra hàng rồi, để em xử lý. Nhưng mà anh vẫn không quên mang quà cho vợ anh. Ngọt ngào chưa? Quà kỷ niệm này em thích. Em thích là được rồi. Cái thằng Lân chặn vương nhà tôi ấy. Ôi giời ơi, nó để dám cắm sừng con Đình mới chết chứ. Ôi, nhưng mà không sao. Tôi ấy, tôi cho nó ra chuồng lợn rồi. Vụ này thì bà giỏi thật. Tất nhiên, tôi là tôi thuộc trường phái hành động quyết liệt. Chứ không như ai ấy, chỉ biết có mỗi một việc chửi chồng, mắng con, rồi u uất với cả thế giới. Ôi dào ơi, già rồi, gầm sắp xuống lỗ rồi. Bây giờ á, cũng phải sống sao cho nó sang lên, cho nó sôi lên. Thoáng đãng một chút xem nào. Thôi, bà về mà dạy nhân viên ở tiệm vàng của bà đi. Đừng có sang đây dạy đời cho tôi nữa. Ôi trời, chả vì cái loại khó ở chả ma nó thèm nhìn như bà ấy, tôi chả thèm sang đây. Đấy, cái thời mà bà nổi danh ấy, bao nhiêu người người ta vây xung quanh bà ấy, thế mà què một cái. Thử hỏi bên cạnh bà còn có ai, hay là chỉ còn có con mến ít học nhiều tiền nhưng mà lại chơi đẹp thế này thôi hả? Bồn ơi, con chạy ra kia chơi với các anh chị, mẹ với bác Hà nói chuyện một lát nhá. Vâng ạ. Trộm vía con ngoan thật đấy. Chị ngưỡng mộ em lắm đấy. Chị ngưỡng mộ em vì em có bé Gôn. Còn em thì lại ngưỡng mộ chị vì nhiều thứ khác. Giống như miếng ơi câu trên cổ ấy. À, chị bị con gì nó đốt ấy mà. Con gì hơn 70 cân hả chị? Mà cũng ngưỡng mộ anh chị thật đấy. Cưới nhau được 5 năm rồi mà tình cảm lúc nào cũng mặn nồng như thế. Vợ chồng chị bây giờ chỉ mong ước có được một hoàng tử giống như bé Gôn kia kìa. Mà không hiểu sao chị nhìn Gôn thấy rất là quen nhá, mà chị chưa hình dung được là giống ai. Quen á? Ừ. Liệu chị có biết bố Gôn không nhỉ?